vị, từ hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2023, các tổ chuyên đề phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt và các đơn vị của Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, việc ra quân nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị quán triệt chỉ thị số 10 trên CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Các chỉ đạo mệnh lệnh của lãnh đạo bộ, ban giám đốc công an thành phố đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24 trên 24 giờ trên tuyến địa bàn, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông làm nòng cốt. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn đảm trách, thống nhất việc phân công bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác cùng thực hiện, tham gia công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm. Theo kế hoạch, từ ngày 20 tháng 5 năm 2023 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2023, mỗi đơn vị, đội, trạm cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt và Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ bố trí ít nhất một tổ chuyên đề và trang bị đầy đủ công cụ, hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ. Tổ trưởng các tổ chuyên đề là các đồng chí cấp phó, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Đường bộ, Đường sắt, lực lượng phối hợp tham gia tổ chuyên đề, gồm cảnh sát cơ động, công an cấp xã, các lực lượng phòng chống tội phạm, bao gồm cảnh sát hình sự, ma túy, kinh tế, phối hợp với cảnh sát giao thông để đảm bảo lực lượng nhằm trấn áp các đối tượng manh động chống người thi hành công vụ và hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến giao thông đường bộ. Các tổ chuyên đề phối hợp sẽ tập trung các địa bàn tuyến giao thông nông thôn, tuyến đường hướng về khu công nghiệp và khu vực có nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu bia, quán bar, trung tâm hội nghị, nhà hàng, các tuyến đường có các khu du lịch sinh thái, điểm du lịch, điểm vui chơi giải trí, các mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhà máy xi măng. Bên cạnh đó, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, vi phạm về tốc độ, lưu thông không đúng phần đường, làn đường đi ngược chiều đường. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở tình hình thực tế các tuyến đường, địa bàn, đối tượng, thời gian, quy luật vi phạm, tổ chuyên đề sẽ có phương thức tuần tra, kiểm soát linh hoạt, thường xuyên thay đổi tuyến, địa bàn kiểm tra, xử lý, không để các đối tượng vi phạm nắm được quy luật hoạt động, biết trước khu vực kiểm tra để né tránh. Ngoài ra, trong thời gian này, người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ trực ban Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt qua số điện thoại 069 318 7521 hoặc qua đường dây nóng 028 3920 3333.